Xin kính chào anh chị em. Chúng tôi xin giới thiệu đến anh chị em chiếc đồng hồ Vivani. Vivani là một trong những cái thương hiệu nhánh của AccuTime Watchcore Hoa Kỳ. Cái đồng hồ này như các bạn nhìn thấy có một đặc trưng là mặt số có dạng sọc vằn, tương tự như là lưng con ngựa vằn vậy. Hay cái loại này người ta còn gọi là loại zebra. Đấy. Mặt kính thì cong lồi, khá là đẹp. Bezel thì được đính đá thời trang, vỏ thép. Đồng hồ thì vẫn mới nguyên. Đấy. Lắp máy của Seiko, Seiko PC21S. PC21S là được lắp ráp tại Singapore. Đồng hồ được trang bị dây silicon sấp xỉ 20 mm. Đây khoảng 18, 19, cứ gọi là sấp xỉ 20 mm đi. Rất chi là chắc chắn, bền, ôm tay, đeo dễ chịu. Dây silicon thì đeo dễ chịu hơn dây da rất chi là nhiều. Cái kích thước viền từ bên này sang bên này, nếu như không kể núm, không kể tai, là khoảng 38 mm. Đấy. Chúng tôi có một cặp, một chiếc dây trắng và một chiếc dây đen. Đấy. Chúng tôi sẽ bán theo cặp. Đấy. Đồng hồ này thì dành cho nam và nữ đeo đều được, nên là bạn nữ nào cô đơn thì một mình mua 2 chiếc và thay đổi cũng được, mà bạn nam nào thích 2 chiếc thì cũng thể tự đeo, hoặc là nếu gia đình có một nam một nữ muốn có giống nhau nhưng mà khác về màu dây thì đây là cặp Vivani. Cái đồng hồ này có cái model là K9002 BLK 0311 đấy, thuộc AccuTime Oscore, một thương hiệu lớn của Hoa Kỳ. Tên của loại này là Vivani, và dòng mặt số như này người ta gọi dòng Zebra hay là gọi là dòng 0311. Đây, cặp đây.